mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Tiên Tiên Channel. Hôm nay mình sẽ nói về cung cự giải, làm thế nào để nhận biết được dấu hiệu của cung cự giải thích bạn. Thì hôm nay Tiên Tiên và các bạn sẽ đi tìm hiểu nha. Người thuộc cung cự giải thì sinh ngay ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7. Vốn là tiếp người nhát gan, làm gì cũng không đòi hỏi quá cao. Đặc biệt trong tình yêu, cự giải luôn ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm của mình. Vì vậy, khi thích hay yêu ai đó, cự giải cứ đơn phương, thầm lặng theo dõi một người. Để mà nhận biết dấu hiệu cự giải thích bạn á, có vẻ là hơi khó khăn, bởi họ khá trầm tính, rất kiệm lời. Đặc biệt, họ không giỏi trong cách ứng xử giao tiếp. Chàng trai cự giải vốn sống hòa đồng, thân thiện và vui tính, lúc nào cũng tươi cười, luôn xây dựng cho mình một mục tiêu rõ ràng. Dù trong công việc hay tình yêu, anh chàng cự giải luôn tìm hiểu kỹ càng trước khi tiến hành. Đặc biệt trong chuyện tình duyên, anh chàng cự giải khá kín tiếng, ít khi thể hiện rõ ra bên ngoài. Thay vào đó, nam cự giải âm thầm quan sát và theo dõi bạn. Nếu bạn không thể để ý kỹ thì khó có thể nhận biết điều này. Thì lúc nãy thì mình chỉ nói sơ qua cung cự giải thôi nha. Còn bây giờ là mình sẽ vào vấn đề chính, đó là làm sao để biết được dấu hiệu của nam cự giải thích bạn. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ nhận biết dấu hiệu nam cự giải thích bạn. 1. Hay chọc bạn cười. Một khi đã thích hay yêu ai đó, chàng trai cự giải luôn tạo tình huống vui nhộn để bạn vui cười sảng khoái. Đôi lúc những hành động không giống ai của anh chàng khiến bạn tức giận, nhưng nghĩ lại, họ thường không thể hiện thái quá với ai ngoài bạn. Vì thế, đây là tín hiệu cho thấy nam cự giải đang thầm thích bạn đấy. 2. Tâm sự chia sẻ buồn vui với bạn. Nếu đã là bạn bình thường thì chẳng ai kể cho nhau nghe những chuyện buồn hay những quá khứ không hay của họ với bạn. Tuy nhiên, với chàng trai cự giải thì khác. Khi đã thích ai đó, họ sẵn sàng mở lòng tâm sự về chuyện riêng tư của mình với bạn. Một mặt để bạn hiểu hơn về anh ấy, mặt khác để tạo khoảng cách gần gũi và thân thiết với bạn. 3. Là luôn quan tâm lo lắng cho bạn trên mức bình thường nhé. Nếu đã là bạn của nhau thì quan tâm nhau vốn là bình thường. Tuy nhiên, khi nam cự giải đã thích ai rồi, họ sẽ lo lắng trên mức bình thường. Chỉ cần alo một tiếng, chàng trai cự giải sẽ chạy đến ngay. Thậm chí, chỉ cần bạn nhắn tin bảo đang đói, anh chàng lập tức chạy mua thức ăn đến cho bạn ngay. 4. Hay tìm hiểu về cuộc sống, đời tư của bạn. Khi xác định thích hay yêu ai đó, chàng trai cự giải luôn dành thời gian tìm hiểu về cuộc sống, đời tư của bạn. Sự thấu hiểu về bạn sẽ rút ngắn khoảng cách giữa tình cảm hai người. Chẳng hạn bỗng dưng chàng trai cự giải muốn biết bạn đang sống cùng ai, thường xuyên gặp gỡ ai. Cuối cùng là luôn biết bạn cần gì và muốn gì. Đúng là một chàng trai tâm lý. Một khi chàng trai cự giải đã thích bạn, chỉ cần thông qua cách nói chuyện hay ánh mắt, chàng trai đã đoán được ngụ ý của bạn, luôn tạo cho bạn những điều bất ngờ, thú vị mà chưa ai làm được điều đó. Thì mình đã nói rõ dấu hiệu của nam cự giải thích bạn. Còn bây giờ, mình và các bạn sẽ đi tìm hiểu về dấu hiệu của nữ cự giải thích bạn. Trong cuộc sống hay tình yêu, cô nàng cự giải khá rõ ràng, cho đi là một, nhưng nhận lại cũng phải là một. Vì thế, khi yêu ai đó, cô nàng luôn tìm hiểu kỹ càng trước khi bày tỏ tình cảm với bạn. Nói đúng hơn là không yêu thì thôi, yêu là yêu đúng người, tỏ tình là thành công. Và sau đây là các dấu hiệu nữ cự giải thích bạn. 1. Hay tìm cơ hội để gặp mặt bạn. Dù cả hai không làm việc chung, không sống gần nhau, nhưng một khi thích ai đó, cô nàng cự giải luôn tạo tình huống để gặp mặt bạn. Thậm chí còn chủ động hẹn bạn đi chơi, ăn uống để được gần bạn. Dù chỉ nói về những vấn đề không liên quan đến tình cảm, nhưng thái độ và cử chỉ của nữ cự giải khác lạ so với bình thường. 2. Là luôn thả thính bạn trên Facebook. Một khi đã thích ai đó, nữ cự giải không ngại mình thả thính bạn trên Facebook. Câu thả thính trên Facebook vốn bao hàm nhiều ý nghĩa, nửa đúng, nửa sai. Vì thế, bạn khó có thể nhận biết nữ cự giải đang thích ai. Tuy nhiên, sự thật là nàng đang bày tỏ tình cảm của mình với bạn đấy.
Nếu bạn cũng có tình cảm với nàng thì hãy phản hồi, đáp trả để cả hai có cơ hội cho nhau và tìm hiểu, bắt đầu một mối quan hệ nhé. 3. Hay giận hờn với bạn mỗi khi gặp người khác giới. Tuy là bạn bè bình thường, nhưng mỗi khi bạn đi chơi hay gặp bạn khác giới thì cô nàng cự giải tỏ ra khó chịu và bực mình, thậm chí còn không quan tâm, tìm cách tránh mặt bạn. Nói chung là bơ mặt bạn đó. Và còn mạnh miệng giải thích là không quan tâm, không để ý, mặt bạn muốn làm gì làm. Đây là tín hiệu đáng mừng, bởi vì cô nàng cự giải đang tự ái và ghen tuông, tại vì cô nàng cự giải này đang thích bạn rồi. 4. Là thích gia nhập hội nhóm của bạn. Một khi đã thích ai đó, nữ cự giải tìm cách kết bạn với những người xung quanh bạn, từ bạn nam đến nữ. Điều đơn giản là cô nàng muốn biết họ và họ cũng biết cô nàng, để biết bạn đang làm gì, đang ở đâu, bạn của bạn là ai. Cô nàng đang âm thầm theo dõi bạn, tìm hiểu bạn để quan tâm đúng lúc. 5. Chia sẻ chuyện riêng tư với bạn. Khi đã thích ai rồi, cô nàng cự giải sẵn sàng tâm sự và chia sẻ chuyện riêng tư của họ với bạn. Thậm chí họ còn khóc trước mặt bạn. Dù chuyện lớn hay nhỏ, cô nàng luôn chia sẻ nhiệt tình. Nếu bạn cũng có tình cảm với cô nàng này thì hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Điều đáng trân trọng tình yêu chính là sự chân thành. Vì thế, bạn nên phản hồi tình cảm của bạn để cô nàng biết và không đặt quá nhiều niềm tin vào bạn nhé. Thì clip này mình đã nói rõ về dấu hiệu của nam cự giải và nữ cự giải thích bạn. Hy vọng cái video này sẽ giúp mọi người biết được dấu hiệu của nam cự giải hoặc là nữ. Nếu như bạn cũng có tình cảm với cự giải thì hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhé. Video của mình đến đây đã hết. Mọi người đừng quên like và chia sẻ, đăng ký giúp mình để mình có động lực ra nhiều video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới. Bye bye. Cự giải thích.